rượt đuổi nhau. Chúng ta có, đây là MG, thương hiệu xe của nhà trong Kia. Kia có vẻ là hơi yếu hơn, đuối. Hyundai, một em Ford. Sợi. Wow. Các bạn thân mến, hôm nay là số tiếp theo mình sẽ quay các xe mà sẽ lên dốc cầu kính cho các bạn xem ha. Ở đây ngày hôm nay là ngày mùng 3 Tết. Và bây giờ thì lượng khách đang lên khu du lịch cầu kính rất là đông luôn. Hôm nay thời tiết hơi mù một chút. Phía trên kia là cầu kính nhá. Đó, cầu kính các bạn ạ. Xe máy thì sẽ để ở phần dưới này. Xe máy để gọi. Rất là nhiều xe đang lên. Xe trên nó xuống nha. Trước mặt các bạn là Hyundai i10 các bạn ha. Hyundai i10 đang có tải. Đang phải chờ điều phối một chút, bởi vì là phía trên đang có xe xuống. Đây là Innova 2.0. Một thương hiệu xe quốc dân của nhà Toyota. Bên cạnh kia chúng ta đang có một em Outlander Mitsubishi. Đó. Chuẩn bị sẽ chinh phục dốc cầu kính đi ạ. Đây. Dốc cầu kính, một trong những con dốc có thể nói là gắt nhất Tây Bắc. Đây là xe trung chuyển nhà Ford Transit full tải. Full tải. Đối với Ford thì nó rất là bền bỉ rồi. Đối với những con dốc như này và full tải thì có thể là với kinh nghiệm của lái xe khu du lịch nữa thì không phải là vấn đề quá khó để mà leo lên cái dốc cầu kính như này. Đó. Khu du lịch cầu kính đối với ngày lễ Tết này thì giá vé vẫn đang là 500.000 các bạn ha. Đang xếp hàng, phía sau kia chúng ta đang có Hyundai CR-V đang sẵn sàng chinh phục dốc cầu kính. Chúng ta hôm nay sẽ được chào đón một em Volvo nữa của nhà thương hiệu xe an toàn nhất thế giới phía xa kia. Một em bán tải của thương hiệu nhà Ford đang di chuyển xuống ạ, cài số 1 và giá phanh. Ford Ranger. Tiếp theo là một em cũng của thương hiệu nhà Ford nữa. Ford Escape. Outlander đã lên ạ. Và Hyundai CR-V. Hyundai CR-V đã lên và Outlander đã lên. i10 và i20 chuẩn bị xếp hàng. i10 các bạn ạ. Biển 98 đến từ Bắc Giang. Kia cũng là i10 thế hệ mới. Xe 1.2 anh. Xe biển 1.2 à, động cơ ấy. 1 chấm á? Đấy, thử thách đầy bao nhiêu anh? 14. 214. Đi bao nhiêu vạn rồi anh? 90 vạn. À đây có tải một người. Đó. Đây là một em Volvo XC60. Một thương hiệu xe đến từ hãng xe an toàn nhất thế giới. Dạ đúng là XC60. Tiếp theo chúng ta sẽ đến một
nhà Toyota truyền thống. Đây là Camry các bạn ha. Camry với động cơ khoảng 2.5. À đúng, 2.5 luôn. Camry. À, tiếp theo đây sẽ là Outlander. À Pajero Sport. Pajero Sport đến từ Hòa Bình. Một thương hiệu nữa đến từ Toyota, Camry. Camry. Đó. Chuẩn bị i10 đã lên các bạn ạ. i10 trên kia đã lên rồi. Tiếp theo i10 thế hệ mới 1.2 và thế hệ cũ là 1.0. Đây. Chúng ta chờ xem xe i10 này sẽ lên như thế nào ha. Bên này có một Hyundai Accent. Chúng ta sẽ chờ xem Hyundai Accent thể hiện khả năng neo dốc như thế nào. Một xe điện của nhà taxi xanh VinFast VF5 đang di chuyển từ trên dốc cầu kính xuống. Xe điện luôn luôn rất là mạnh về khả năng leo núi các bạn ạ. Rất là bền bỉ. Đó, chúng ta đang được thấy xe i10 1 chấm. Trên xe là tải một người các bạn ha, lên dốc. Đó. Mazda 3 đang xuống. Mazda. Một thương hiệu xe của nhà xe Hàn Quốc, Camry. Camry đã vút lên. Rất mạnh luôn. Tiếng xe rất mạnh mẽ. Pajero Sport. Ồ, rất là nguy hiểm. Trên kia xe i10, xe i10 không lên được rồi. Anh ơi, trên kia xe không lên được kìa. À đã lên được rồi. Dừng giữa dốc luôn các bạn ạ. Chắc mất đà không lên được. Rất là nguy hiểm các bạn ạ. Độ dốc này nó rơi đâu đó khoảng 20-30%. Mình nghĩ là như thế. Đó. Có thể là thấp hơn nhưng mà mình đoán là như vậy. Chưa có một con số chính xác nào nói về cái độ dốc của cầu kính này. Nhưng chúng ta có thể thấy là các xe lên với kinh nghiệm của tài xế thì chinh phục dốc cầu kính này cũng là một điều khá thú vị và một trải nghiệm rất là mới. Camry Toyota. Rồi vút. Tiếp theo là Cola đến từ nhà Hyundai. Một em xe tốt. Thương hiệu của Hàn Quốc. Đó. Rồi. Innova thế hệ mới đang đi xuống ạ. Innova 2023. Với động cơ 2.0 rất khỏe luôn. Thương hiệu xe quốc dân. Đó. À mình nghĩ đây là Fortuner, xin lỗi các bạn. Đó, Fortuner. Tiếp theo là một em xe Ford 5 chỗ. Hai xe Ford liên tục các bạn ạ, Ford Escape và xe máy lên như thế nào nhá.
có tải. Về số 1. À, tay lái rất là cứng luôn. Đó, có lẽ đây là người địa phương. Di chuyển những quãng đường cua như thế này và dốc như thế này là điều mà họ làm hàng ngày. Đây là một thương hiệu đến từ Toyota của Nhật Bản, bền bỉ. Đó chính là Camry. Đó. À không phải, đây là Corona Artist 1.8. Corona Artist đến từ Thái Bình. Chúng ta đang thấy trước mặt là Mazda CX-8. Quá đẹp luôn. 2.5. Đó. Động cơ rất là mạnh mẽ luôn. Đi rất là chắc chắn. Những cho đốt vào trước cửa như kia nhé. Bắt đầu. Một xe Ford. Full tải 4 người. Đó. Xe Ford. Tiếp theo một em Ford Escape cũng có tải. Căng ga luôn. Corolla Artist. À đây là xe Vios phiên bản E. Vios có vẻ phun tải lên là máy kêu hơi to các bạn ạ. Nó sẽ yếu hơn một chút và đang không có đà. Đang không có đà. Đó, một xe Camry và một xe Ford biển 26 Sơn La. Vios Veloz. Veloz phun tải và đây là Avanza. Ghì, các bạn nghe thấy tiếng ghì máy không ạ? Gắt quá. Đó, đây là Mazda 2. Thương hiệu xe đến từ Hàn Quốc. Chúng ta đang được chào đón. Đây là Toyota và Ford đang đến với khu du lịch Cầu Kính. Biển số 93. Không biết là tỉnh thành nào. À đây không phải. Đây là Hyundai. Hyundai các bạn ạ. Xin lỗi các bạn. Nhìn cái mặt ga lăng nó rất giống với Toyota nên là mình nhầm một chút. 93 mình có lẽ là đến từ các tỉnh miền Trung. À, một thương hiệu xe của Nhật Bản tiếp theo, Nissan, xe bán tải. Chào mừng anh em 22 nhá. Anh bảo vệ đang nói là Cầu Kính vỡ trận các bạn ạ. Chắc có lẽ hôm nay lượng khách đông hơn và nhiều hơn bởi vì hôm nay đã là mùng 3 Tết rồi. Đấy, các bạn thân mến, đây là họ đã có thống kê là đồ dốc là 28% các bạn nhé. Rất là tức luôn. Đó. Đây là cái đoạn giữa đường đây. Hầu hết các xe đến đây đều sẽ đuối. Và phải đi giữ đều chân ga thì mới vượt qua được chỗ khu này các bạn ạ. Rất là tức luôn. Một xe của nhà thương hiệu Toyota, máy gầm rất cao ạ.
máy đang gầm rú các bạn ạ. Có lẽ là phun tải rất là nặng luôn. Virus. Wow. Virus. Đó. Chúng ta sẽ chào đón với, đây là Kia K3. Đó. K3 taxi. Và đây là Hyundai đang đi xuống. I10 các bạn ạ. Ford Everest. Xem xe máy lên đến đây. Ồ, có cả xe máy và ô tô. Fortuner rất mạnh mẽ, nó là chiến thần luôn. Spider, wow wow, thanh niên ở bản đi xe rất ngầu bạn ạ. Ủa, lao dốc này mất phanh, ối rồi ôi luôn. Các xe đang đi xuống Ford Transit, đang để cài số 1 phải ra phanh. Ra phanh. Máy gầm rất nhiều luôn. Có lẽ là tải quá tải. Một em C5 Mazda. Hệ thống phanh phải làm việc cực kỳ nhiều khi mà leo dốc cầu kính ấy. Nếu mà lên dốc cầu kính này mà chân ga không đều mà nhả ra, đây các bạn nhìn thấy này, có một vết phanh dài luôn, rất nguy hiểm, trượt dốc này. Đấy. Có lẽ là tránh nhau. Wow. Xe Mercedes, mình đang đoán vì mình nhìn từ xa, có lẽ không phải. Đây là Mazda các bạn ạ, đúng là Mazda. À không phải, cũng là Hyundai. Đây là xe Hyundai. Ồ, máy gầm rất kinh luôn. Hitex, có lẽ là City, và đây là Nissan. Đó, đây là BMW, thương hiệu đến từ của nhà xe của Đức. Đó. Các bạn thân mến, với độ dốc là 28% mà nó rất là gắt, mình đi bộ đi xuống cũng đang cảm thấy rất là tức chân. Đó, mà các xe nó phải làm việc khi mà lên dốc thì các bạn thấy dốc ở cầu kính và các xe leo lên như thế nào ạ? Các bạn hãy để lại ý kiến của mình dưới video này các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Mình sẽ cập nhật cho các bạn tiếp những xe khác nhau sẽ lên cầu kính như thế nào vào video tiếp theo các bạn ha. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình có những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Đây có một vệt trượt dài các bạn nhé. Vệt trượt dài của bánh lốp xe này. Có lẽ đã xảy ra một vụ tai nạn ở đây. Treo lên cả vỉa hè này. Quá nguy hiểm nữa.